2007, gia đình em có dồn điền đổi thửa, đất ruộng đã múc chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản. Anh địa chính có xác nhận, có nhận tiền nhưng không làm cho giờ nghỉ, hướng dẫn cách chuyển tên về gia đình nhà em. Cái trường hợp này là chúng ta làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đúng không? Làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng mà chúng ta đưa tiền cho cái người cán bộ địa chính nhưng mà người ta không làm cho chúng ta. Thế bây giờ người ta nghỉ rồi thì người ta cũng không làm cho chúng ta và chúng ta chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Rồi, cũng như trường hợp ở phía trên kia, chúng ta cần phải xác minh lại cái nguồn gốc sử dụng của cái đất này. Thứ hai, chúng ta cần phải đo đạc lại để chúng ta ra được cái bản vẽ trích lục của thửa đất. Sau đó chúng ta cần phải nộp cái hồ sơ để làm cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong điều kiện đất này có thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật thì bạn chỉ cần nộp hồ sơ lên trên văn phòng đăng ký đất đai của Ủy ban Nhân dân huyện để bạn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Đối với trường hợp không đủ điều kiện thì bạn xem xét được là nó thiếu cái điều kiện gì. Nếu bạn nộp hồ sơ lên thì người ta sẽ phải trả lời bạn bằng văn bản. Nếu như không đủ điều kiện thì họ sẽ trả lời cho bạn. Thì người ta sẽ bổ sung cho bạn xem là điều kiện nào còn thiếu, điều kiện nào chưa đủ, điều kiện nào đã đủ rồi. Đấy, trong trường hợp mà điều kiện còn thiếu đấy, mình có thể bổ sung được thì mình sẽ bổ sung. Còn trong trường hợp điều kiện mà không cho phép để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa cho để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong giai đoạn này thì chúng ta cần phải chờ, đúng không? Chúng ta cần phải chờ. Còn nếu như trong trường hợp mà ta đủ điều kiện nộp hồ sơ mà cán bộ địa chính người ta gây khó dễ cho chúng ta hoàn toàn có thể kiện người ta ra ủy ban, ta gửi cái giấy kiện là cán bộ gây khó dễ với chúng ta. À, thì hoàn toàn người ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái việc gây khó dễ liên quan đến các thủ tục hành chính trong đất đai. Rồi, cảm ơn bạn Tú Bùi rất là nhiều. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng Phạm Văn Nam. Để không bị bỏ lỡ những video mới, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể bấm xem các video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong các video tiếp theo.